gái thứ hai của bố thức 12. Em thấy mặt bố mẹ, cảm ơn ba con, cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian để đến chung vui với gia đình chúng em ạ. À, em chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc. Hạnh phúc. Em xin gửi tới con Phương ca khúc Hãy Hát Lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thúy Biên cũng đã gửi gắm đến tất cả chúng ta lời tri ân sâu sắc đến tất cả quý vị khách quý chúng ta đã trở về đây trong đêm nhạc này.